Thượng nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ Anh Michael Best ngày hôm qua 31 tháng 1 đã đệ đơn xin từ chức sau khi tự nhận khuyết điểm vì đã đến muộn một phiên họp và do đó đã không trả lời được một câu hỏi chất vấn của Baroness Lister. Theo thượng nghị sĩ này thì đó là hành động vô cùng đáng xấu hổ. Tuy nhiên thì Thủ tướng Theresa May đã bác đơn từ chức của ông Best vì cho rằng đó là điều không cần thiết.